Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review giới thiệu với các bạn module tạo xung 1-150 kHz. Đây, như bạn thấy đây, trên tay mình là module. Thì ở đây chúng ta có một jack micro dùng để cấp nguồn cho module. Đây, các bạn sẽ cấp nguồn 5V DC qua jack micro này. Và các bạn có thể cấp nguồn 5V DC qua hai cái cọc ở đây. Cọc này chúng ta có Vin cộng và Vin trừ ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai kênh phát xung. Đây, như bạn thấy chúng ta có PV-1 này, một chân đất này, PV-2 và một chân đất nữa. Đây. Ở đây chúng ta có một khối LED 7 thanh dùng để hiển thị cái thông số cài đặt và hiển thị cái tần số của chúng ta ở đây. Chúng ta có 3 phím chức năng, phím set, phím up, phím down. Đây. Thì sau đây mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho module thông qua cổng micro USB. Đây. Như bạn thấy sau khi cấp nguồn thì module ra hiện là FA1. Tức là đây sẽ là vào tần số của kênh PV-1 này. Đấy. Thì đây mình sẽ nhấn tiếp. Ở đây các bạn thấy là DU1, tức là điều chỉnh cái độ duty của kênh PV-1 này. Đấy, xong bạn nhấn nút set tiếp. Như bạn thấy hiện đây là FA2. Thì đây sẽ là tần số hiện tại của kênh PV-2. Đấy, xong đấy các bạn nhấn tiếp thì đây là DU2, thì là duty của kênh PV-2 này. Đấy. Thì đây mình sẽ tiến hành để các bạn bấm chọn đến FA1 xong để cho nhấp nháy vào đây sẽ vào thông số này. Thì đây các bạn có thể tăng giảm này. Đấy, tăng giảm tần số ở đây. Đấy, các bạn này tăng giảm tần số ở đây. Một cái nữa các bạn chú ý cho mình là khi mà vào FA1 hoặc là vào FA2 thì các bạn nhấn giữ nút set này thì các bạn sẽ thấy ở đây sẽ có một hai cái dấu phẩy ở đây, hai dấu chấm ở đây thì nó sẽ sáng lên. Thì ở đây khi mà một dấu phẩy này sáng lên thì các bạn có thể cài mắc là 99.9000 Hz, tức là 99.9 kHz. Đấy, thì để mà có thể cài mắc được tần số là 150 kHz thì các bạn giữ nút set, các bạn thả ra. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cả ba dấu chấm này sáng lên thì bạn nhấn nút up. Đây, thì ở đây các bạn sẽ có tần số mắc là 150 kHz. Đấy, để quay về cái mà không có dấu chấm nào thì các bạn hãy nhấn giữ nút set trong vòng 3 giây, các bạn thả tay ra. Thì đây lại về là chúng ta sẽ lại thấy là không có một cái dấu chấm nào sáng cả. Thì đây các bạn sẽ lại chỉ có thể cài mắc là 999 Hz. Đây, đầu tiên là vào FA1 này, đây là 999. Các bạn muốn tăng hơn thì các bạn nhấn giữ nút set trong vòng 3 giây, các bạn thả tay ra. Đấy, các bạn thấy có một dấu chấm sáng này. Đấy, các bạn nhấn giữ tiếp trong vòng 3 giây, các bạn thả ra. Đấy, các bạn thấy chúng ta có cả 3 dấu chấm sáng lên thì lúc này các bạn sẽ cài tần số mắc là 150. Tiếp theo thì đến phần duty. Ví dụ như ở đây mình đang để duty là 50, tức là nguồn cấp vào của module này là 5V. Thì khi các bạn để duty là 50 thì cái độ rộng của cái xung ở đầu ra sẽ có độ rộng là 2.5V. Ở đây thì mình sẽ sử dụng đồng hồ để mình kiểm tra cái duty này. Ví dụ ở đây đang là mình đang để ở kênh FA1 và đây là duty 1. Thì mình sẽ tiến hành đo cái điện áp ở đây. Đo điện áp giữa chân PV-1 và chân GND. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nếu mình để duty là 50 thì các bạn sẽ thấy trên đồng hồ nó hiển cho mình là 2.5V DC, đúng không ạ? Thì sau đó mình sẽ tiến hành tăng duty lên. Ví dụ duty là 100 thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có biển độ rộng của cái xung của chúng ta sẽ là 5V. Đấy, tức là biên độ của xung sẽ là 5V. Đấy, cho nên mình giảm xuống, ví dụ là 11. Thì đây các bạn có thể thấy là 10% thì chúng ta sẽ có 10% của 5V là 0.5V. Thì đây các bạn thấy đây là 0.5, 16V đây, 11. Các bạn mình để duty ở đây là 11. Các bạn có thể quan sát. Đấy. Mình sẽ quay lại để kiểm chứng cái việc đo tần số ở đây bằng đồng hồ luôn. Thì đây mình sẽ chuyển đồng hồ, mình sang tăng đo tần số. Sau đấy mình sẽ cắm vào đây, cắm vào chân PV-1 và cắm vào chân đất. Đây mình sẽ chỉnh quay về FA1. Các bạn thấy ở đây là tần số ở trên module đang hiện là 999, đúng không ạ? 999 Hz. Thì các bạn thấy ở trên đồng hồ của mình thì hiện là 996.7 Hz. Đấy. Các bạn thấy là sai số của chúng ta là không đáng kể, đúng không ạ? Sau đấy mình sẽ tiến hành nhấn giữ nút set. Đấy, để chúng ta có thể tăng mắc cái tần số lên. Đây các bạn thấy là đây chúng ta có một dấu phẩy sáng và đây là 99.9 Hz, đúng không ạ? À, 99.9 kHz, đúng không ạ? Thì đây các bạn thấy trên đồng hồ mình đang hiện là 99.37 kHz. Đấy. Tiếp đó mình sẽ nhấn giữ nút set tiếp để chúng ta có thể cài mắc tần số của module này là 150 kHz. Đây các bạn thấy trên module chúng ta đang hiện là 150 kHz. Ở trên đồng hồ của mình thì hiện là 148.6 kHz. Với kênh 2 các bạn cũng có sử dụng tương tự như với kênh 1. Ở đây thì mình có chuẩn bị một cái mạch dùng để test module này. Thì sau đây mình sẽ test module này với cái mạch test này. Đây là mạch test bộ phát xung của mình. Thì mình sẽ bật nguồn lên này. Còn đây, ở đây là test bộ phát xung. Thì mình sẽ đo đồng thời cả hai kênh luôn. Các bạn thấy là đây là PV-1, đây là PV-2. Thì sau khi đấy xong thì mình cắm
bộ phát xung ở đây các bạn thấy đây có chân PVK1 này, chân GND ở đây. Đấy, thì mình sẽ tiến hành cắm ở đây. Thì các bạn thấy ở đây kênh PVK1 mình đang để đây là 150, thì đây bộ đo của mình đo được là 148,5. Thì mình sẽ tiến hành là xét sang kênh PVK2. Đây mình sẽ chuyển sang kênh PVK2. Thì kênh PVK2 của mình các bạn thấy đây đang là 100 Hz, thì mình sẽ tăng lên. Đây 410 thì các bạn thấy là trên module LCD mình đang hiện đây là 410. Còn về để test được cái độ duty ở trên cái module này thì mình sẽ sử dụng hai con led này, thì các bạn có thể tăng giảm độ duty và quan sát độ sáng của hai cái led này. Đấy, để biết được cái độ duty của nó có tăng giảm không. Còn nếu muốn biết chính xác hơn thì các bạn cần phải dùng đồng hồ để đo xem là cái độ duty của mình có đúng không. Đây như bạn thì thấy thì ở đây là DU1 của mình, các bạn mình đang đầy duty là 50, tức là điện áp ra trên con led màu xanh dương này sẽ là 2,5V. Thì đây mình sẽ tiến hành tăng này, tăng duty lên. Thì bạn thấy là độ sáng của con led màu xanh dương nó sẽ thay đổi khi mà mình thay đổi cái độ duty này. Đấy. Như vậy không thì con led sẽ tắt hoàn toàn. Đấy, các bạn phải quan sát được đây là duty là 100. Thì để chính xác hơn thì các bạn có thể phải dùng đồng hồ để kiểm chứng cái việc duty của chúng ta, hoặc là các bạn thể dùng oscillo để kiểm tra. Trên đây là video giới thiệu về module tạo xung 1 đến 150 kHz của nhóm review. Với module này thì các bạn có thể sử dụng để tạo ra các cái bộ dao động. Đấy. Ở đây chúng ta có hai kênh thì các bạn có thể tạo được hai bộ dao động với tần số từ 1 đến 150 kHz với độ chính xác khá là cao. Đấy. Video giới thiệu về module tạo xung của nhóm review hôm nay là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.